Đội tuyển nữ Việt Nam cần xác định Bồ Đào Nha vẫn là đối thủ lớn, vượt trội. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ không được phép chủ quan dù trước đó đã có trận đấu chất lượng ngày ra quân gặp tuyển nữ Mỹ. Sau trận ra quân gặp tuyển nữ Mỹ, tuyển nữ Việt Nam đã nhận được nhiều lời khen ngợi. Các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung thua đối thủ 3 bàn, nhưng màn trình diễn cho thấy một sự tự tin. Hình ảnh bóng đá nữ Việt Nam vì thế đã được truyền thông quốc tế nhìn nhận một cách khá tích cực. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vì thế đã tạo ra một cơn sốt nhẹ dù thua trận. VFF đã thưởng nóng toàn đội 800 triệu đồng. Trên nhiều diễn đàn, sự tự hào về đội tuyển nữ Việt Nam được đăng tải. Các cô gái bóng đá Việt Nam giống như vừa giành được thêm một chiến tích. Cũng vì thế mà nhiều khán giả thậm chí đã lạc quan khi nhận định tuyển nữ Việt Nam sẽ có điểm, thậm chí là thắng được Bồ Đào Nha ở trận kế tiếp. Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn sau khi tiếp nhận những ý kiến từ truyền thông, giới chuyên môn, người hâm mộ đã có chia sẻ, hiện tại đội tuyển nữ Việt Nam cần tích cực hồi phục sau trận đấu đầu tiên và tập trung chuẩn bị cho trận gặp Bồ Đào Nha và Hà Lan ở những lượt đấu tiếp theo. Hy vọng toàn đội sẽ luôn sẵn sàng ra sân với tinh thần cao nhất, chiến đấu hết mình, tạo nên nhiều điều bất ngờ và để lại dấu ấn đặc biệt trong lần đầu dự World Cup tại New Zealand. Tuy nhiên, tuyển nữ Việt Nam cần xác định rằng, không thể lấy thông số từ trận gặp Mỹ để có thể lạc quan khi bước vào cuộc đấu với Bồ Đào Nha. Dù đội bóng này cũng là tân binh của World Cup nữ, thế nhưng đẳng cấp vẫn ở trên tầm Việt Nam. Họ đến từ nền bóng đá châu Âu, cầu thủ có thể hình, thể lực tốt hơn Việt Nam. Bên cạnh đó, để đến được World Cup, tuyển nữ Bồ Đào Nha phải trải qua vòng loại khốc liệt hơn. Nên nhớ rằng, chỉ riêng Liên đoàn bóng đá châu Âu, UEFA, tổ chức vòng loại World Cup 2023 tách rời với giải vô địch châu lục. Còn Liên đoàn bóng đá châu Á, AFC, tổ chức vòng loại đồng thời với giải đấu số 1 châu lục. Như cựu tuyển thủ Ngọc Trâm nhận định, đội tuyển Mỹ mới chỉ là thử thách khởi đầu dành cho tuyển nữ Việt Nam. Trước các đối thủ tiếp theo, chúng ta phải rất cẩn trọng. Với tuyển Bồ Đào Nha, đội bóng này cũng là tân binh của World Cup. Nếu xét về đẳng cấp, họ cũng xấp xỉ Việt Nam. Tuy nhiên, là nền bóng đá châu Âu, đội tuyển này sẽ có những lợi thế nhất định về thể hình, thể lực, tốc độ cũng như kỹ thuật. Cho đến lúc này, rất may, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn giữ đôi chân trên mặt đất. Trung vệ Trương Thị Kiều cho biết, trong bóng đá không nói trước được điều gì. Tôi quan sát thấy các đội thi đấu rất máu lửa. Chúng ta phải tập trung phòng ngự chắc chắn hơn trước khi tấn công ghi bàn. Hôm qua, toàn đội đã dành thời gian xem hết trận tuyển nữ Bồ Đào Nha và Hà Lan. Họ là đội bóng rất mạnh. Chúng ta không được nghĩ đội nào yếu, phải tập trung 100% cho trận đấu sắp tới. Sân chơi World Cup 2023 vẫn ở một đẳng cấp cao so với bóng đá Việt Nam. Để nâng tầm hơn nữa, bóng đá Việt Nam vẫn cần hoàn thiện nhiều vấn đề từ cơ sở hạ tầng, đào tạo trẻ và cả nâng cao chất lượng giải vô địch quốc gia. Chúng ta cũng cần có những chiến lược để đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có được nhiều cơ hội tích lũy kinh nghiệm hơn ở sân chơi quốc tế. Hiện tại, chỉ có Huỳnh như là cầu thủ duy nhất ra nước ngoài thi đấu. Chúng ta cần nhiều hơn những nhân tố xuất ngoại. World Cup 2023 vẫn chỉ xem là bước đệm cho bóng đá nữ Việt Nam. Chúng ta có thể thua Mỹ 0-3 nhưng hoàn toàn có thể thua Bồ Đào Nha với tỷ số đậm hơn rất nhiều. Trận ra quân của tuyển nữ Việt Nam có nhiều điểm sáng, đáng khen. Nhưng kết quả, chúng ta vẫn thua và thế trận do đối thủ quyết định. Thế nên, không nên nâng tầm sự đáng khen thành ảo tự hào, ảo tưởng thái quá. Phía trước vẫn là những đỉnh núi cao. Ngày 24 tháng 7, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục có buổi tập tích cực chuẩn bị cho trận đấu gặp tuyển nữ Bồ Đào Nha ở lượt trận thứ 2 bảng E World Cup nữ 2023. Bên lề buổi tập của đội nhà, trung vệ Trương Thị Kiều chia sẻ, hiện tại, thể trạng của các cầu thủ đều rất ổn. Mọi người cố gắng tập trung để trận đấu tới có thể thi đấu tốt nhất. Với riêng Trương Thị Kiều, cô có khoảng 30 phút thi đấu trong trận gặp tuyển nữ Mỹ. Đây là trận đấu chính thức đầu tiên của trung vệ sinh năm 1995 sau hơn một năm điều trị chấn thương. Lúc tôi mới vào sân cũng có chút lo sợ. Nhưng sau vài phút và có một số pha chạm bóng thì bản thân cảm thấy tự tin hơn. Dù vậy, sau quãng thời gian dài không thi đấu, cảm giác bóng của tôi chưa thể đạt 100%, Trương Thị Kiều cho hay. Trước ra quân tại World Cup nữ 2023, tuyển nữ Việt Nam gặp tổn thất lực lượng khi tiền vệ Thanh Nhã bị ốm, không đảm bảo thể lực để thi đấu. Trong khi đó, hai trụ cột khác là tiền đạo Phạm Hải Yến và tiền vệ Dương Thị Vân gặp chấn thương trong một tình huống tranh chấp khi tập luyện. Hiện tại, tuyển nữ Việt Nam đã có đầy đủ lực lượng để chuẩn bị cho cuộc đọ sức với tuyển nữ Bồ Đào Nha vào ngày 27 tháng 7 tới. Cụ thể, Thanh Nhã đã khỏe lại và tập luyện cùng toàn đội, Dương Thị Vân và Hải Yến cũng hoàn toàn hồi phục và đảm bảo yêu cầu về thể lực. Cục diện hiện tại, tuyển nữ Mỹ tạm dẫn đầu bảng E với 3 điểm. Xếp vị trí thứ hai là tuyển nữ Hà Lan với cùng 3 điểm nhưng kém hơn về hiệu số bàn thắng bại, cộng 3 so với cộng 1. Đứng thứ ba là tuyển nữ Bồ Đào Nha, 0 điểm, hiệu số trừ 1, và xếp cuối bảng là tuyển nữ Việt Nam, 0 điểm, hiệu số trừ 3.